Và các bạn biết đấy, mấy ai bỏ nhau sau cuộc cãi vã đâu, chỉ có những đau thương rồi đánh nhau rồi thì cãi nhau rồi giận hờn các thể loại. Các bạn biết là lui quân, điều đó có nghĩa là chúng ta đang rơi vào một cái cuộc giao tiếp nó mang tính xung đột rồi. Bởi vì đã phải xét đến cái việc lui quân mà. Trong giao tiếp nếu mà vui thì không vấn đề gì, nhưng thường nó sẽ xảy ra xung đột. Khi xung đột ấy, thì chúng ta phải bảo toàn lực lượng bằng cách lôi quân. Ví dụ như là chồng bạn nói này, sao ngu đấy. Trong trường hợp này các bạn xử lý như thế nào đây? Chồng bạn nói một cái câu là sao ngu đấy. Bây giờ các bạn sẽ nói câu gì để có thể bảo toàn lực lượng của mình một cách an toàn đấy. Đấm không trượt phát nào à? Em ngu mà lấy được người đẹp như anh à? Em có ngu em mới yêu anh. Ôi dồi, chứ khôn em lấy thằng khác. Toan, em ngu mới lấy anh làm chồng. Toan, em ngu thật anh nhỉ. Tạo được. Ô sao em ngu thế nhở. Được. Đúng thật, em ngu thật nhỉ. Và những cao thủ đang ngồi đây rồi. Có nghĩa là các bạn cần phải lặp lại cái câu mà đối phương đã nói. Như anh nói từ ngu đúng không? Thì các bạn phải xét lên đó là từ ngu. Thì muốn lui quân được, bảo toàn được lực lượng ấy, mà không đi vào các cuộc tham chiến thì các bạn phải khẳng định lại cho đối phương là sao ngu thế nhỉ? Công nhận em ngu thật cơ. Đấy, các bạn hiểu chưa? Lại còn gật đầu đồng cảm nữa chứ. Sao ngu thế nhỉ? Bởi vì cái thứ mà họ nói với bạn họ đã khẳng định sao ngu đấy, thì mình phải đồng cảm với cái cách họ đang nói. Gật đầu, đầu tiên là phải gật đầu trước để chúng ta bảo toàn mình trước mà. Sau đó thì mình sẽ nói em ngu thật, thì mình đang bắt đầu rút quân dần. Các bạn nhớ chưa nào? Nào, các bạn ghi vào đi, gật đầu đồng ý, đồng cảm với họ. Hoặc là họ em bị điên à? Không nhận em điên thật ấy. Tại sao em điên thế nhỉ? Đúng không? Thì cái kháng cự của đối phương họ sẽ giảm đi rất nhiều thưa các bạn. Nhưng nếu như chúng ta em bị điên à? Thì anh nói ai điên? Anh nói như thế à? Anh không nói người ta không bảo anh bị câm đâu. Ví dụ như vậy thì sẽ bắt đầu mình sẽ đẩy mình vào những cuộc chiến không đầu không cuối, đúng không? Nhưng mà sau đó cái kết quả nó không có ra gì. Và các bạn biết đấy, sau mỗi cuộc cãi vã mấy ai bỏ nhau sau cuộc cãi vã đâu, đúng không? Thế vậy chỉ có những đau thương rồi đánh nhau rồi thì cãi nhau rồi giận hờn các thể loại. Thế thì nó chẳng đầu chẳng cuối, nó làm cho cả hai bên khổ đau tổn thương, mất thời gian, đôi khi còn mất thêm tiền bạc ấy, đúng không? Cái việc của chúng ta là gật đầu đồng cảm. Các bạn comment từ đấy vào đi ạ. Viết vào sổ chúng ta nhé, gật đầu đồng cảm. Các bạn thử những cái chiêu này đi, chắc chắn sẽ hiệu quả ngay lập tức. Sao ngu thế nhỉ? Sao em rốt đấy? Công nhận rốt rồi. Tại sao cái việc này em không tư duy được nhỉ? Đúng không? Mặc dù mình khôn rồi đấy. Đó là em đi bù à? Hay là em mù thật nhỉ? Sao em không nhìn ra nhỉ? Ví dụ như vậy. Để lập tức đối phương họ sẽ giảm dần ngay lập tức các bạn. Các bạn thấy chiêu này được không ạ? Nó đồng cảm với thái độ của đối phương. Hoặc là ví dụ như họ nói rằng là anh đang rất buồn, thì mình đồng cảm với họ bằng em cũng nhìn thấy anh buồn lắm ấy. Đúng không? Hoặc anh rất là thất vọng. Em cũng nhìn thấy có vẻ như anh đang thất vọng. Đấy, đúng không? Nhưng mà nếu như anh vào trong một cái đám ma người ta đang nhìn thấy mặt người ta đang buồn, mình là trông anh có vẻ như là vui ý, thì không đúng không? Nào, hoặc là thấy người ta mặt buồn trong một đám ma mà mình lại nói như thế này, làm sao phải buồn, đằng nào thì chết rồi, buồn làm gì. Thế không được, đúng không? Mà cầm tay nhìn, thế sau đó thì đang buồn lắm phải không, này, bạn đang buồn lắm phải không, anh đang buồn lắm phải không, đúng không? Bài này em áp dụng hiệu quả lắm cô, đúng rồi. Cảm ơn cô giáo Minh Quyết rất là hay. Bạn cứ thử làm xem, mà anh ấy ví dụ chỉ cần anh điên lên thôi, anh tức giận lên thôi, mà mình đọc được đúng cảm xúc của anh ấy. Ví dụ như là anh nói thế là anh đang tức giận với bạn, và mình sẽ hỏi anh là anh đang tức giận em lắm đúng không? Chứ sao? Cái loại ngu nói thì đâu nghe thì cả. Thì mình công nhận em ngu thật cơ. Mình phải giảm ngay lập tức các bạn. Bởi vì khi người ta tấn công ấy, nó dồn ngôn từ kiểu như thế, năng lượng nó mạnh, thì mình mà tiến đến là mình chết các bạn. Đừng đưa mình vào những cuộc chiến như vậy. Thì việc của chúng ta là phải lưu quần lại. Công nhận em ngu thật. Thì thôi để em lên vào phòng hay gì đấy, em phải suy nghĩ về cái ngu của mình mới được. Là chuồn đấy các bạn, để mình chuồn đi, hay là để em đi uống hớp nước xem, tìm hớp nước rồi xong cho nó đỡ ngu, uống vào cho đỡ ngu xem nào, ví dụ như vậy. Và để em xem xét xem là cái độ ngu của em ra sao. Em vào phòng, em xin phép dừng cái câu chuyện của anh ở đây, em đi tìm xem là cái ngu của em nó ở cái mức độ nào. Thì là đấy là mình đang lưu quân đấy các bạn.